Hôm nay em lại review đến các chị em về chuyên mục chọn toner. Em nghĩ em toner này chắc nhiều chị cũng biết đến rồi vì nó quá là hot và độ bao phủ trên khắp thị trường. Đó là em nước hoa hồng Simple Kytoser Skin Soft Pha. Tại sao vô cùng quen thuộc nhưng mình lại đưa em này vào review nữa? Bởi vì em này siêu phù hợp với những nàng da nhạy cảm. Ngoài ra còn có nhiều ưu điểm khác mà đáng để mua đấy ạ. Simple đã không còn lạ gì với giới làm đẹp nữa. Là một thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ nước Anh, với cam kết những sản phẩm không chứa hương liệu hay chất tạo màu mà các bác sĩ da liễu khuyên dùng, Simple đã rất được lòng của giới làm đẹp trên khắp thế giới. Những sản phẩm của hãng Simple đều có bảng thành phần rất tốt, đơn giản, có chiết xuất từ thiên nhiên. Hãng luôn nói không với chất tạo màu, chất tạo mùi. Vì vậy, những sản phẩm của Simple luôn phù hợp với tất cả mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm nhất. Riêng về em nước hoa hồng Simple Kytoser Skin Soft Pha A, luôn là top 1 tìm kiếm và top 1 sản phẩm bán chạy nhất của hãng Simple. Em toner này được sản xuất ra để có thể sử dụng cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm nhất, thuộc dòng sản phẩm dịu nhẹ với những thành phần lành tính. Theo thông tin đến từ nhà sản xuất, em nước hoa hồng Simple Kytoser Skin Soft Pha A phù hợp với tất cả mọi loại da, có thể sử dụng được cho cả nam và nữ. Với kinh nghiệm sử dụng của em thì em này đúng là phù hợp với mọi loại da thật. Nhưng phù hợp nhất vẫn là những bạn có làn da nhạy cảm, da mụn, bởi vì em này thật sự rất lành tính. Những bạn có làn da khó chăm sóc như da nhạy cảm cũng có thể yên tâm sử dụng, không sợ da bạn bị kích ứng. Nước hoa hồng Simple Kytoser Skin Soft Pha giúp cân bằng độ pH cho làn da, giúp da được đưa về độ pH chuẩn, không quá khô, không quá nhờn, để chuẩn bị cho các bước dưỡng da tiếp theo được hấp thụ tốt hơn. Ngoài ra, em này còn có khả năng làm dịu da đang bị mụn, giảm kích ứng trên da hay những làn da đang bị mẩn, ngứa, dị ứng. Em này cấp ẩm, cung cấp một lượng nước đủ để da khỏe khoắn hơn, chống lại được các vi khuẩn có hại cho làn da. Nước hoa hồng Simple Kytoser Skin Soft Pha A còn có khả năng xe khít lỗ chân lông, làm cho làn da chống lại các tác nhân gây ra trì trệ da, rệ da. Cách sử dụng nước hoa hồng Simple Kytoser Skin Soft Pha A. Cách 1. Sau bước rửa mặt, thấm toner ra bông tẩy trang rồi lau nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Không nên chà mạnh bông vào da, không dùng tay kéo, chà sát quá nhiều sẽ làm da bị chảy xệ, bị xước, ảnh hưởng đến những vùng đang bị mụn hoặc sưng viêm. Cách 2. Các bạn có thể đổ nước hoa hồng Simple Kytoser Skin Soft Pha vào lòng bàn tay rồi apply trực tiếp trên mặt, vỗ nhẹ nhàng cho toner thấm vào da. Cách này nên áp dụng cho những bạn có làn da khô, da mụn, viêm sưng. Cách 3. Có thể sử dụng một chai nhỏ có vòi xịt phun sương. Sau bước rửa mặt, các bạn có thể xịt toner trực tiếp lên trên mặt, sau đó cũng vỗ nhẹ nhàng cho toner thấm hết vào da. Trước khi xịt, các bạn có thể lắc nhẹ để dưỡng chất đều lên, có thể dùng làm xịt khoáng. Em là một cô gái có làn da khô và nhạy cảm, vì vậy khi sử dụng em này em rất lo ngại về khả năng cấp ẩm của nước hoa hồng Simple Kytoser Skin Soft Pha A. Tuy nhiên khi sử dụng thì em thật sự rất hài lòng. Em này cấp cho da mình một lượng nước vừa đủ để da không bị khô căng, mà còn dịu nhẹ, lành tính, giảm mụn sưng viêm trên da em nữa nè. Đảm bảo em này không làm tim chị em da nhạy cảm thất vọng đâu ạ. Nhanh tay đặt mua sản phẩm tại link mô tả bên dưới nhé. Hôm nay em lại...